À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. À, ngày hôm nay thì bên em lại cập đến đêm được một số món, đó chính là dòng dây loa của và dòng dây nguồn, dây tín hiệu của loạt Dot Odin Gold, đấy, dây tín hiệu Van Den Hooy, và đặc biệt là ngày hôm nay em về lại về thêm được một ít ổ nguồn tem pin M600, đấy, hàng nhập khẩu từ Pháp về nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một, đấy, cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn nhé. Rồi, thì trước tiên thì em sẽ giới thiệu các bác về cái dòng dây tín hiệu của Van Den Hooy đây. Đây chính là một cặp dây tín hiệu Van Den Hooy MC3TD102 nha, hàng chính hãng 100% cho tất cả bác chơi. Này các bác nhìn này, đó chính là dòng dây tín hiệu của Van Den Hooy. Để các bác nhìn chưa, 3TD102 này. Đấy, các bác nhìn này, đấy, nó là hàng của Made in EU nha. Đấy, em quay gần cho các bác xem này, dây cực kỳ đẹp. Thì dòng này thì hiện tại nó đang sử dụng là những bộ đầu rắc carbon như này. Đây, nó sẽ sử dụng là những bộ đầu rắc carbon như này. Đấy, các bác nhìn chưa, đầu rắc này thì nó rất là thuận tiện cho những bác nào mà đang sử dụng là những cái dàn âm thanh cổ đó, là các bác đang sử dụng những cái dàn AV, hai cái chân AV cắm rút nó rất là gần nhau. Đấy, thì các bác sử dụng những cái đầu rắc nhỏ như này, các bác cắm rút nó cũng rất là thuận tiện nha. Đầu rắc AV của nó là nó sử dụng là những bộ đầu rắc carbon như này. Đấy, các bác sử dụng nó qua năm tháng nó không bị oxy hóa, không bị chảy xước gì đâu nha, nên các bác cứ yên tâm về cái chất lượng. Đấy, thì cặp tín hiệu này thì bên em đang bán các bác mức giá là 2 triệu đồng một cặp dây tín hiệu Van Den Hooy nhá. Rồi, kế đến thì bên cạnh các bác đây chính là cái cặp dây tín hiệu RCA của Lọt Dot. Đấy, thì cái chọn bộ combo như này nó đều là hàng đấu giá Nhật bên em nhập về cho tất cả các bác nhá. Cặp tín hiệu Lọt Dot này thì em có 1m và 1m rưỡi cho tất cả các bác này. Đấy, các bác nhìn chưa, rất là đẹp. Nó được mạ những lớp vàng công nghiệp bên ngoài như này. Đây các bác nhìn chưa, các bác nhìn thấy lõi dây chưa? Bên ngoài thân dây nó là một lớp cao su trắng. Đấy, nó một lớp nhựa trắng bên ngoài như này. Đấy, bên trong là các bác có thể nhìn thấy được những cái lớp mạ vàng công nghiệp 24K như này nha. Các bác nhìn ra. Đó, thân dây thì lõi dây nó đều được mạ những lớp vàng công nghiệp. Đầu rắc này, đấy, đầu rắc của nó đây. Đây là sử dụng này. Đây. Đấy, cục gỗ này, Lọt Dot Odin Gold hàng Made in USA này, các bác nhìn chưa? Đó. Thì riêng cái dòng này của nó sử dụng là những bộ đầu rắc nguyên bản của hãng nha. Đây, các bác nhìn chưa? Nó sẽ sử dụng là chọn bộ là đầu rắc nguyên bản như thế này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đầu rắc nguyên bản của nó như này nha, còn rất là đẹp này, các bác nhìn chưa. Đấy, chân rút của nó thì 100% đều được mạ những lớp vàng như này này. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, thì riêng cái dòng Lọt Dot này thì bác nào mà đang thích nhỉ, tiếng chép nó sáng tiếng này. Đấy, chép nó bay bổng này. Đấy, trung âm nó lên cái độ trầm của nó, tiếng nó ra nó thanh thoát ra. Đấy, tiếng nó mềm mại, thì các bác có thể tham khảo với cái dòng dây loa, dây tín hiệu Lọt Dot Odin Gold như này nhá. Đấy, một cặp Lọt Dot Odin Gold như này thì đang có mức giá là 5.500.000 cho tất cả các bác. Đấy, giá thì bên em đã bao gồm cái phí ship cho tất cả các bác rồi. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, dài 1m nha, 1m rưỡi thì nó sẽ đắt hơn. Rồi, kế đến thì em sẽ lên được các bác về cái cặp dây loa. Đây chính là cái cặp dây loa của nó này. Đấy, thì cái cặp dây loa Lọt Dot Odin Gold như này thì mỗi vế của nó thì bên em về là dài 2,5m. Nó là cái cự ly tiêu chuẩn rồi. Đấy, cự ly tiêu chuẩn của rất là nhiều hãng người ta sử dụng rồi. Đấy, nên các bác yên tâm nha. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, dây thì nó cũng đều được mạ những lớp vàng công nghiệp như thế này này. Đấy, các bác nhìn chưa. Đặc biệt là những bác nào mà lấy trọn bộ nha. Đấy, chất âm nó ra cực kỳ là hay luôn. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, đó, Lọt Dot này. Đấy, đầu rắc của nó đây. Đấy, đầu rắc của nó sử dụng là chọn bộ là đầu rắc mạ vàng công nghiệp 24K. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, tất cả đều mang tên thương hiệu của Lọt Dot USA này. Đấy, đấy, các bác nhìn chưa, đầu rắc của nó này. Đấy, cực kỳ đẹp nha. Đấy, một cặp như thế này thì dây loa của Lọt Dot ấy thì bên em đang bán các bác mức giá là 6.200.000 một cặp dây loa nha. Dây loa là 6.200.000. Riêng cái dòng dây loa Lọt Dot như thế này thì em đánh giá nó khá là tốt. Đấy, những bác nào mà đang phối ghép để hay là các bác mà đang muốn cải thiện tốt cái giải cao. Đấy, tiếng chép nó sáng lên. Đấy, chép nó tươi tiếng ra, nó bay bổng lên, thì các bác có thể tham khảo và lựa chọn ngay cho cái dàn âm thanh cho mình cái cặp dây loa Lọt Dot như này. Đấy, tiếng nó ra cực kỳ là hay nha. Các bác nghe và các bác cảm nhận được cái tiếng ca sĩ, những cái lốt lẹt nó lên cao. Đó, nó ra nó có độ trong nhất định nha. Nó trong mà tiếng nó lên cao mà không hề vỡ tiếng nha các bác. Đấy, cái ưu điểm của nó là các bác nghe nó không bị vỡ tiếng. Rất là hay. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, cặp này thì giá là 6.200.000 nhá.
Rồi, tiếp đến thì đây chính là một cái sợi dây nguồn lọt đót Odin Gold. Các bác nhìn ra. Đấy. Dây này thì có chiều dài 1,5 m này, các bác nhìn ra. Đấy, dây còn rất là đẹp nha các bác nhìn ra. Đấy, lọt đót này. Đấy, made in USA. Thân dây của nó đây, cực kỳ là đẹp này. Thân dây khá là to nha. Đấy, đầu rắc của nó cũng là sử dụng đầu rắc nguyên bản của hãng như này. Đấy, đặc biệt thì những bác nào mà đang sử dụng cái dàn âm thanh mà các bác lấy trọn bộ cả dây loa, dây nguồn thì dây tín hiệu thì các bác thể báo bên em. Đấy, bên em sẽ bớt giảm cho tất cả bác một chút nha. Riêng về cái sợi dây nguồn như thế này thì giá nó khá là cao. Đấy, dây nguồn giá đang là 7.500.000 nha. Đấy, một sợi dây nguồn lọt đót cực kỳ là đẹp như này đây, các bác nhìn chưa? Đấy, rất là đẹp. Bởi vì không phải là bất cứ một cái dàn âm thanh nào các bác mới có thể sử dụng được những cái dòng dây nguồn như này. Khi mà các bác thay thế, các bác sửa trải nghiệm đến được những cái dòng dây nguồn cao cấp, những cái dòng dây nguồn chất lượng, nó cải thiện tốt cái dòng điện đầu vào cho tất cả các bác, cũng như là cái chất âm nó sẽ được cải thiện lên. Đấy, thì lúc đó mới các bác mới có thể thấy được cái tầm quan trọng của một cái sợi dây nguồn nó như thế nào. Thì kế đến thì đây, hôm nay em có về được cái bộ tem pin. Đấy, bộ này thì đây các bác nhìn rồi. Này, một bộ ổ nguồn tem pin này M600 rất là đẹp. Đấy, dòng này thì nó là đồng nó là dòng đồng Âu nguyên khối nha. Đấy, nó là dòng đồng Âu nguyên khối cho tất cả bác. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ khui ra cho các bác xem. Đây, em để ra đây. Đây nhìn nào. Đây chính là một bộ ổ nguồn tem pin M600 hàng nhập khẩu. Các bác nhìn thấy chưa? Tất cả của nó này, đây tất cả của nó này, mặt nhôm phay của nó này. Đó, em xin lỗi, tất cả của nó đều là mặt đồng Âu này. Đấy, các bác nhìn ra, đồng Âu của nó dày đến 10mm nha các bác. Đấy, từ thân của nó này, này tất cả thân đến phần khung của nó đều dày 10mm của nó. Đây, đấy, tem pin M600, các bác nhìn ra. Thì dòng này thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không có quá là nhiều cái gọi là cái gì nó là đặc biệt. Bởi vì khi mà các bác sử dụng cái ổ cắm như này, đấy, những dàn âm thanh nhà bác nào mà đang có một cái bộ biến áp cách ly rồi nha, các bác có thể sử dụng thêm được một cái bộ ổ cắm cao cấp chất lượng như thế này thì chắc chắn là cái dòng điện đầu vào của các bác nó sẽ sạch hơn, nó sẽ đảm bảo được đường truyền ổn định nhất có thể cho tất cả bác. Đấy, thì riêng cái dòng này thì khi các bác lấy một bộ ổ nguồn tem pin M600 như này, đấy, thì bên em sẽ tặng kèm cho tất cả bác tức là một cái sợi dây nguồn. Bởi vì khi cái dây nguồn của nó này, đây các bác nhìn là đây là cái ổ cắm dây nguồn của nó, các bác nhìn nào. Đấy, bởi vì cái dòng dây nguồn này của nó là nó quá là nhỏ nên em không có nhập về. Đấy, em chỉ nhập độc có bộ nguồn không thôi. Và khi em về đến nơi thì em sẽ tặng kèm cho tất cả bác một cái sợi dây nguồn nó chất lượng, nó đảm bảo cho tất cả bác nha. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm về cái chất lượng sử dụng. Và tất cả các ổ cắm của nó thế này thì nó sẽ gồm 6 ổ cắm theo tiêu chuẩn châu Âu. Đấy, theo tiêu chuẩn của Mỹ luôn. Các bác nhìn ra, nó là sử dụng chọn bộ ổ cắm Huber. Đấy, riêng cái dòng ổ cắm Huber như này bác nào chưa đâu làm các biết đi rồi. Đấy, nó cực kỳ là chất lượng nha. Nó rất là nhiều model. Đấy, các bác nhìn này, em thử cắm cho các bác cái sợi dây nguồn này vào nha. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, khi các bác cắm này, một sợi dây nguồn lọt đót Odin Gold vào. Đấy, các bác nhìn ra. Quay xa cho các bác xem đây. Đấy. Cực kỳ là chất lượng này, cực kỳ là đẹp. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, đúng là bác là một có điều kiện vừa lấy được sợi dây nguồn Odin Gold như này mà vừa chơi được cả bộ nguồn tem pin của Pháp thì nó không còn gì bằng được. Này các bác nhìn ra. Đấy, chọn bộ của nó. Các bác chỉ cần nhìn thế này thôi là các bác thấy độ đẹp của nó này. Đó. Các bác nhìn ra. Cực kỳ tuyệt vời nhá. Thì hôm nay thì em về được cái dòng sản phẩm của dây loa, dây nguồn và dây tín hiệu của lọt đót, cũng như là bộ nguồn tem pin M600 của Pháp như này để lên và giới thiệu sản phẩm đến cho tất cả các bác. Thì những bác nào có nhu cầu về những dòng sản phẩm như này, các bác có thể alo trực tiếp cho em Huy Cường Audio qua số điện thoại 0775 264 888. Bên em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác nhé. Rồi, sau cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.